Ủa, em Tư, em thấy khỏe hơn rồi hả? Ăn cơm với cả nhà luôn nghe em. Hồi nãy chị có kêu con đẹp bưng cơm vô phòng cho em đó. Nếu đã mạnh trở lại thì em nên ra ăn thường xuyên hơn, chứ ngồi trong phòng ăn cơm đâu có ngon. Đâu phải ai cũng nghĩ giống chị đâu chị cả. Có khi người ta nghĩ mình còn cao sang như trước đây nên mới không thích ngồi chung với người khác thôi. Thôi mà, mọi người ăn cơm đi. Em Tư, em ăn nhiều một chút nha. Mấy chị à, đêm qua em chiêm bao thấy ông về đó. Ồ, vậy hả? Chắc là ông nhớ em cho nên về thăm đó. Chứ tụi chị có bao giờ mà ông ghé đâu. Hay là do đám giỗ xong rồi ông chưa muốn đi dội nên mới nán lại thăm em đó. Thì hồi ông còn sống, ông cũng thường ở bên em Tư mà. Ông cho em Tư gặp cũng đâu có gì lạ đâu, phải không chị? Ông về có nói với em cái gì không? Dạ, ông nói là muốn chị em mình sống hòa thuận, vui vẻ, giống như hồi ông còn sống. À, hèn chi, bữa nay mới chịu ra đây ăn cơm đó chứ. Dạ, em nhớ trước đây ông cũng luôn nhắc nhở mọi người trong nhà lúc nào cũng phải đồng tâm hiệp ý với nhau, nên em không có dám làm trái ý của ông. Ông chỉ có nói nhiêu đó thôi sao? Không có dặn dò gì thêm hả em? Dạ, em vừa mới nghe tới đó hả, thì gà gáy sáng cho nên em giật mình tỉnh giấc luôn, chứ không chắc ông còn nói nhiều nữa đó chị. Từ ngày ổng mất tới nay, nhà mình ít ai chiêm bao thấy ổng. Không biết ông ra đi có thanh thản chưa, hay còn điều chi tiếc nuối. Thiệt, tự nhiên nhắc tới ổng trong lòng tôi thấy nao nao á. Chị cả, chị hai à, ở làng bên á có người biết gọi hồn nhập xác đó chị. Hay là mình gọi họ về đây đi, đặng họ gọi ông về coi ông còn việc chi căn dặn mình hay không. Ý em ba nói tới những người ngồi đồng hay sao? Ôi, chuyện này cũng hay đó. Em hai, em thấy có được không? Nào giờ tôi cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa có thấy. Mà liệu họ có gạt mình không đó? Chị hai à, em biết người này mà, ai cũng khen bả cao tay ấn. Nếu bà có ý lừa gạt thì lâu nay người ta đâu có để yên cho bả hành nghề chứ. Em hai, vậy là em yên tâm rồi ha. Em ba, em coi em lo chuyện này cho chị nghe. Dạ. À thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Tôi sẽ về sửa soạn lễ vật như lời bà dặn. Bà nhớ ngày mai đến đúng hẹn nghe. Dạ, tôi biết rồi. Dạ, bà về ạ. Xong việc á, bà sẽ được thưởng công hậu hĩnh. Dạ. Thôi, tôi về. Dạ. Tôi là bà Tư, nhà hội đồng Bùi. Tôi có chuyện muốn cậy bà giúp. Ừ. Tôi biết là bà đã nhận lời gọi hồn chọc tôi về. Tôi muốn bà thay mặt ổng nói vài câu theo lời tôi dặn. Tôi sẽ trả cho bà rất nhiều bạc, có thể là gấp đôi số bạc mà bà có thể nhận từ họ. Bà có bằng lòng không? Dạ. Cái chuyện này Bà đừng có dụ dự nữa. Sẽ không có ai biết được chuyện này ngoài bà với tôi đâu. Má Tư à, người ta đã hứa giúp má rồi, má còn lo lắng gì nữa? Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng sao đó. Mặc dù đã dặn dò bà kỹ lưỡng rồi, nhưng mà rủi tới lúc đó bà nói năng lung tung thì hại chết tôi đó đà. Sự việc mà bại lộ thì bà cả bà hai không bao giờ tha thứ cho tôi đâu. Thiệt tình, đã lỡ phóng lao là phải theo lao thôi, chứ thiệt sự tôi lo lắm. Má à, con thấy người đàn bà đó có vẻ tham tiền lắm,
Số bạc má hứa cho bà lớn như vậy, không lẽ bà lại bỏ qua sao? Nhất định bà sẽ nghe lời má mà. Má an tâm đi. Bà ơi, bà có phải là bà Đồng chuyên gọi hồn nhập xác người không? Chú em kiếm tôi có chuyện chi? Dạ, má vợ tôi sai tôi xuống thỉnh bà về làng để gọi hồn tía vợ tôi về. Vậy là chú em tới không đúng lúc rồi. Hôm nay tôi phải xuống nhà ông hội đồng Bùi vì đã có hẹn trước. Thôi, để sáng mơi đi ha. Rồi chú em tới rước tôi ha. Dạ. Giờ tới phiên bà mừng việc của mình rồi đó. Chúc bà mọi việc thuận lợi nghe. Dạ. Mấy bà làm gì mà đứng ngay ngồi ra vậy? Sao không tới gần đây để tôi nói chuyện? Ông ơi, có phải ông về thiệt không ông? Bao nhiêu năm rồi bà vẫn chưa bỏ được cái tánh đa nghi hay sao? Tôi thấy lông rài mình vẫn còn ồn ào xổn sáng, chẳng khác chi lúc tôi còn sanh thời. Để tôi nhắc cho mình nhớ, trước đây có lần tôi với mình đi dự tiệc ở nhà ông bố chánh, mình chê kiển quý của ổng trước mặt mọi người, làm bỉ mặt ổng nên ổng giận. Ổng hằn học với tôi mấy tháng trời. May mà sau này tôi mua được một cây kiển thuộc loại quý hiếm đem qua tặng, ổng mới chịu hòa quản lại với tôi. Có đúng vậy không hả mình? Đúng rồi. Tôi nhớ lúc đó tôi bị rầy, nhớ đời luôn đó. Ông à, còn tôi, ông có nhận ra tôi không? Bà cả, trước khi mất tôi đã dặn đi dặn lại, kêu bà phải canh chừng thằng hai, cớ chi bà cứ nuông chiều nó để cho nó sanh hư, không chịu lo tu chí mận ăn chứ. Phải chi nó chịu đứng ra phụ giúp thằng ba, đâu tới nỗi cực khổ như vậy. Nó gây ra tai họa là do bà không dạy dỗ nó tới nơi tới chốn. Kêu nó ra đây cho tôi khuyên bảo nó vài lời. Ông ơi, mình tha lỗi cho tôi. Tôi hứa sẽ rầy la cho con nó sợ, cho nó bỏ cái thói ăn chơi, đặng chú tâm vô công việc mần ăn nghe mình. Bà đã hứa thì phải giữ lời, đừng để tôi thác rồi mà vẫn chưa được an lòng. Dạ. Còn bà ba nữa, coi mà khuyên nhủ thằng Trọng, biểu nó phải học hành đường hoàng tử tế, đặng còn về giúp đỡ anh ba nó nữa. Một mình thằng ba sao gánh vác hết mọi công việc trong nhà ngoài ngõ được. Kìa, mình lại rứng rứng nước mắt rồi. Tánh mình cứ hay tủi thân, nói nặng một chút là rơi lệ. Tôi không muốn lúc nào bà cũng bi lụy như vậy. Sao, bà có muốn nói chuyện với tôi không? Tôi... Còn em Tư nữa nè mình. Mình có dặn dò với em Tư không mình? Từ ngày thằng Út nó mất tới giờ, em Tư khổ sở lung lắm đó mình. Phàm ở đời, mọi việc mình làm được có nhân quả. Những gì bà hứng chịu hôm nay là do bà gieo cái nhân không lành, nên phải dính cái quả hung bạo đó mà. Ủa, bà, ông, sao ông lại nói cái chuyện kỳ lạ vậy? Bà quên hết chuyện trước đây bà mừng rồi hả? Tôi tưởng bà sẽ không bao giờ dám đứng trước mặt tôi nữa. Bà Tư, bà còn chưa chịu sám hối vì tội lỗi của mình nữa sao? Ông ơi,
Ông ơi, có chuyện gì vậy ông? Sao ông nặng lời với anh Tư như vậy? Tôi chết oan ức lắm. Tôi không ngờ người vợ tôi yêu thương nhất lại chính là người đã nhẫn tâm hại chết tôi. Phải, bà chính là người để đi mạng sống của tôi đó. Bà tưởng có thể giấu kín được việc này biết sao? Đã tới lúc bà phải trả giá cho việc làm thích nhân ác đức của mình rồi. Còn nhớ năm đó, khi tôi lên cơn đau tim, bà là người cận kề tôi lúc đó. Thay vì đưa thuốc cho tôi uống, bà lại đứng dưng đứng im nhìn tôi liệm dừng đi. Bà độc ác lắm, lẽ ra bà phải đền tội lâu rồi mới phải. Cái chết của thằng Út chính là sự trừng phạt xứng đáng nhất của bà. Ông ơi, ông tha cho tôi đi ông ơi. Tôi đang bị trừng phạt. Tôi nhất thời không kiềm chế được cơn giận, cho nên tôi mới hồ đồ như vậy. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái chết oan nghiệt của ông. Ông ơi, ông giết tôi đi. Ông giết tôi đi. Ra nông nổi như vậy, chị hả dạ lắm đó Đa. Tôi không ngờ chị lại bày ra mưu sâu kế độc như vậy. Thì ra chị giả bộ ngon ngọt trước mặt tôi, nhưng sau lưng thì thông đồng với bà vũ hại tôi. Chị đúng là khẩu phật tâm xa mà. Quan cho chị lắm em Tư à. Chị cũng đâu có biết tại sao lại có cơ sự như vậy. Chị chỉ muốn bằng một chút việc để giúp em thôi. Ai ngờ. Tôi biết chứ, một mình chị thì làm sao có thể làm hết mọi chuyện như vậy. Vậy là chị bị người ta lợi dụng để hại tôi thôi. Chị nhớ nghe, những gì họ đối với tôi như hôm nay thì mai sau họ cũng sẽ làm y như vậy đối với chị đó. Rồi số phận chúng ta cũng chẳng khác gì nhau đâu. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cái mặt chị nữa. Chị đi đi. Đi ra khỏi đây. Đi đi. Đi đi. Chính xác tôi đây. Đi. Đi đi. Tôi nói chị đi mà. Đi đi. Đi. Không ngờ bà Vú lại hồi tâm chuyển ý kể lại toàn bộ sự việc này. Dạ, con nghe Vú nói mấy năm nay, Vú cũng rai rứt trong lòng lung lắm. Giờ Vú cũng đã gần đất xa trời rồi, rủi chết đi cũng khó bề siêu thoát. Bà nói vậy chứ chưa chắc là bà thiệt lòng đâu con. Cũng có khi bà hận bà Tư đuổi bà về quê cho nên bà mới trả thù đó chứ. Cái hạng người như vậy thì tâm địa đâu có tốt đâu con. Không nên giữ ba ở lại mần chi con à. Má, Vú cũng già cả rồi, giờ biểu Vú đi á, Vú cũng không biết đi đâu đâu má. Với lại nếu không nhờ Vú khai ra thì làm sao mình biết được sự thật động trời này hả má? Hay là má nghĩ chút tình cho Vú ở lại nghe má. Con đã nói như vậy thì lẽ nào má từ chối. Thôi thì cứ để bà sống ở đây đi. Mà nếu con ưng bụng á thì cứ để bà theo hầu con. Dạ, con cảm ơn má. Má ba, má buồn con đúng không má? Con mong má hiểu cho con. Con mừng như vậy cũng là dân lệnh của má cả. Má cũng nghe má cả nói rồi đó.
Đây là do má Tư tự chuốc lấy, chứ không ai hại má Tư hết. Má Tư còn mần dậy thì nhận kết cuộc như vậy là đúng. Có điều Tú à, con làm má bất ngờ quá. Má bị con lợi dụng mà không hay không biết một chút gì hết. Con có coi trọng má không vậy Tú? Má, con đâu dám thất lễ với má như vậy đâu. Chỉ vì... Thôi, từ rày má không dám tin con nữa đâu. Lâu nay bà cả vẫn luôn tìm cách hại bà Tư. Giờ thấy bà Tư thân sơ thức sở như vậy, chắc bà cả ưng cái bụng lắm. Má cả dư biết việc này nếu không có vú thì không thành. Vậy mà khi tôi nói với má, hãy nghĩ tới công của vú để vú ở lại đây, má cứ dụ dự hoài. Thiệt ra là bà cả lo xa đó mợ. Bà nghĩ là tôi trở mặt với bà Tư được á, thì cũng có ngại tôi quay lưng với bà. Cho nên bà muốn tôi đi cho khuất con mắt đó mà. Người mà bà muốn hại cho tới chết á, bà đã mừng được rồi, thì cần chi tới tôi nữa chứ. Chú đừng có sợ, có tôi ở đây á thì không ai dám đụng tới vú đâu. Nhưng mà mợ ơi, làm sao mợ rành tính bà cả bằng tôi được chứ. Tôi biết trước sau gì á, bà cũng kiếm cớ đuổi tôi đi hà. Vậy thì muốn má cả không lập mưu tính trước hại vú được á, thì tôi có một cách. Đó là phải làm sao cho má cả luôn bận rộn, lo lắng. Chỉ có như vậy bà mới không còn tâm trí nghĩ tới chuyện hại người khác được. Mợ có mưu kế gì sao? Việc má cả lo nhất hiện nay là sợ tôi có thai trước con dâu bà. À, bà sợ tôi sẽ sanh con nối dõi tông môn rồi chiếm hết gia sản này. Ừ. Vậy nên nếu vú muốn sống yên thân ở đây á, thì phải nghe lời tôi. Mình phải diễn màn kịch này cho thiệt hay. Ừ. Đặng má con của họ lo tới mất ăn mất ngủ mới được. Ừ. Dạ. Mợ ba, mợ không được khỏe hả mợ ba? Mợ, mợ dậy ăn cơm đi. Có canh chua cá lóc nè, của bà cả kêu tôi đem qua cho mợ đó. Bà cả nói là cá lóc này nè mới tát ở ngoài đìa, còn tươi ngon lắm đó mợ. Canh chua cá lóc hả? Dạ. Tôi thích ăn canh chua cá lóc lắm. Dạ. Quy. Mợ ba, mợ ba ơi, mợ ba, mợ bị sao vậy hả mợ ba? Mợ mợ trúng gió hả mợ ba? Mợ ba ơi, mợ ba, mợ sao vậy hả mợ ba? Đem cái mâm cơm đó ra giùm tôi đi. Nhưng mà canh cho mợ. Đem ra đi. Mợ ơi, mợ. Đem đi trời ơi. Mợ ba, không lẽ là mợ ba có? Bà hai ơi, bà hai, bà hai ơi. Bà hai ơi, bà hai, bà hai ơi, bà hai ơi, cứ tình vui bà hai ơi. Gì chứ, giờ này không đi lên mần công chuyện, tới đây tìm tôi làm chi? Bà hai ơi, lúc nãy á, tôi mới bưng tô canh chua cá lóc cho mợ ba. Láng xẹt à, vậy mà cũng nói, bà đi ra đi. Dạ, tôi chưa nói hết mà. Mợ ba hả, ngửa thấy mùi cá, cái mợ ba nó quẹ vậy nè. Bà không nghĩ lạ, mợ ba. Thiệt hả? Dạ. Ôi, lại trời lại Phật, con Tú nó ôm ngén sao? Dạ. Vậy bà mau đi lên đi. Dạ, đi. Dạ, dạ đi đâu thưa bà? Thì kêu ông quản gia đi kêu doctor tới khám cho mợ ba chứ đi đâu. Dạ. Đi đi. Con. Má cả. Trời ơi, con bệnh sao mà phải mời tới doctor tới khám vậy con? Hả? Dạ, con không có gì đâu má. Con chỉ khó chịu, không ăn uống được bình thường thôi má. Nhưng mà má con lại tưởng con ốm nghén, cho nên là mời đốc tờ vậy thôi. Ủa? Vậy không phải con có thai sao? Dạ không, có chút nhầm lẫn thôi má. Má mừng là tại vì bác sĩ khám mà nói con không có bệnh gì hết á. Nhưng mà tiếc quá. Nhưng con còn trẻ mà, con còn nhiều cơ hội khác nữa phải không con? Đừng có buồn nghe Tú. Con có buồn chi đâu. Việc sanh con không sớm thì muộn cũng sanh thôi má. Có điều chồng con áp chế con quá. Ảnh buộc con nội trong năm nay phải sanh con cho ảnh, mà phải là con trai nữa.
Thiệt là không biết sao mà ảnh ham con trai quá. Ảnh còn nói là con của ảnh sau này là cháu đích tôn đó má. Cái thằng thiệt là trai gái gì mà không được. Bộ muốn có con trai là có con trai thiệt hay sao? Má chỉ cần có một đứa cháu để hủ hủy cho vui, chứ con trai con gái gì mà không được, phải không con? Thằng Ba Lâm càng ngày càng lộ rõ bản mặt xấu xa của nó. Muốn có con trai trước hai Hoàng sao? Tính dành hết gia sản về tay mình đây mà. Dạ thưa má. Con mới đi chùa về sao? Dạ. Lên chùa gian giái điều gì nói cho má nghe thử coi. Dạ, tâm nguyện của con là cầu sao cho gia đạo mình bình an, cầu cho má nhiều sức khỏe. Hương à, con có đi 100 cái chùa má cũng không khỏe được đâu. Cớ chi con lại vô tâm như vậy chứ? Má mong muốn cái điều gì nhất mà con cũng không biết nữa hay sao? Má chỉ muốn con thành tâm cầu trời khẩn Phật, đặng cho má có được một đứa cháu nối dõi tông đường thôi. Con chỉ cần mừng được việc đó là má vui má khỏe rồi. Tôi nói có nghe không mà tại sao cứ... Tôi sẽ cho con một số bạc làm vốn, rồi sau đó đường ai nấy đi. Cô có muốn tái giá hay không á là tùy ở cô. Còn tôi sẽ cưới vợ khác theo ý nguyện của má tôi. Việc của tôi nói với cô là vậy đó. Cô chỉ có 3 ngày để thu xếp thôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên im lặng ra đi, chứ đừng có phản kháng lại chi cho thất công. Cô nghe rõ chứ? Mình ơi, mình buông ra. Phải cân nhắc kỹ nghe chị hai. Một khi sự thật đã bị phanh phui rồi, liệu anh hai có để yên cho chị không? Người hai càng tình càng nghĩa lung quá. Vậy bây giờ chị tính sao? Còn tính gì nữa hả thím? Số phận của tôi coi như đã được an bài rồi. Thôi thì cứ xuôi theo, chống lại chị cho khổ chứ. Chị đúng là người đường bà hiền thục. Nếu là tôi sẽ không cam tâm để cho người khác hiếp đáp mình như vậy. Chứ thím biểu tôi phải làm sao? Cho dầu tôi bị quan, nhưng mà tôi cũng đâu biết dụng lý lẽ để bảo vệ cho mình. Chồng tôi nói thì sao á, thì tôi đành nghe vậy. Nếu ra khỏi nhà thì chị đi đâu? Chị sống ra sao hả chị hai? Nào giờ tôi chỉ một lòng một dạ lo phục tòng má chồng và lo cho chồng thôi, chứ tôi đâu có biết mần ăn hay buôn bán gì đâu. Mà tôi cũng không còn mặt mũi nào để quay về quê. Sợ cha mẹ tôi lại hổ thẹn với bà con chòm xóm. Tôi cũng rối trí lắm. Thôi thì để tới đâu hay tới đó vậy. Thấy chị khổ sở như vậy á, thì tôi không đành lòng. Cớ chi chị phải chịu nghe theo sự sắp đặt của họ chứ. Nếu chị không thể nói ra sự thật thì phải nghĩ cách nào đó, đặng chị có thể sống ung dung ở đây mà họ không thể làm gì được. Cách gì bây giờ chứ? Tôi cũng không nghĩ ra thím à. Chị hai, mắc cả muốn điều gì ở chị? Thì má cả muốn tôi mau sanh con cho chồng. Nhưng mà chồng tôi bị như vậy, làm sao mà sanh con được? Là anh hai không thể có con, chứ không phải chị. Nếu chị muốn, chị vẫn sanh con được, mà không cần tới anh. Trời Phật ơi, sao tôi có thể mừng việc thất tiết như vậy được? Thím học theo lối sống của người Tây nên quên hết luân thường đạo lý rồi phải không thím ba? Thôi tôi sợ lắm. Thôi thím đừng đem mấy việc này ra nói với tôi nữa nha. Tôi biết nói ra điều này rất đường đột, nhưng mà tôi chỉ muốn giúp chị. Thôi được rồi, tôi cảm ơn thím. Coi như tôi chưa nghe gì hết nha thím ba. Tôi cảm ơn thím.
Dạ. Em dễ thương quá à. Dạ thưa cô hai. Gì mày? Dạ có một người đàn bà tới tìm cậu. Bà đứng ngoài cửa trước á. Đàn bà nào nữa? Lộn xộn quá. Biểu nó đi. Rồi đây. Uống đi mấy em. Hôm nay qua sẽ lo hết cho mấy đứa luôn. Không lẽ có bao nhiêu đây mà cậu Hai Hoàng không lo nổi cho mấy đứa nhậu được hay sao hả? Mặt mũi nào nữa đúng không? Dạ cậu Hai ơi. Em mời cậu. Cái gì nữa? Sao chưa chịu đi nữa mày? Dạ bà đã xưng tánh là mà Hai Hoàng, mà ấy đòi gặp cậu cho bằng được. Cái gì? Cái gì? Cái con đường bà đó ai cho nó tới đây? Dạ mà ấy nhờ con kêu cậu về sớm giùm cho mợ. Hôm nay gan dữ. Tự nhiên hôm nay sanh chứng gì? Tới tận đây kêu tôi đi về. Con nhỏ đó bị điên rồi. Mày biểu nó đi giùm tao đi. Nó ngồi nó ám ở đó tao không có nhậu nhẹt gì được hết. Đúng không mày đưa? Hả? Dạ con xin phép. Lẹ. Cậu rót rượu uống đi mấy cưng. Dạ cậu uống đi cậu. Thôi mai cậu nha. Uống đi. Hôm nay là cậu Hai Hoàng lo hết. Cậu có giùm cho cậu Hai. Cậu không sao. Cậu cẩn thận mình... đó. Sao mình sai quá vậy? Để em kêu xe kéo đưa mình về nha. Thôi tới đây làm cái gì? Lâu nay tôi đi đâu tôi làm cái gì là quyền của tôi. Cô không có được quyền can dự tới. Nè. Mắc cái chứng gì hôm nay giở trò tìm tôi? Bày đặt xưng mợ hai này rồi mợ hai nọ nữa hả? Hay là tại vì cô cảm thấy tiếc nuối không nỡ rời xa tôi? Tìm cách níu kéo hả? Đừng có hông. Cái gì Hai Hoàng này đã muốn thì ông trời cũng không có cản được đâu. Về. Về đi. Đừng có làm mất hứng của tôi. Về. Mình à. Mình à. Mình sai thiệt rồi. Để em đưa mình về nha mình. Buông cái tay ra. Đừng có làm tôi bực mình nha. Tôi không có mượn cô phải lo cho tôi. Cô tự lo cái thân của cô đi. Về. Về mà lo suy nghĩ tìm kế sinh nhai đi. Mình à. Mình sai thiệt rồi. Để em đưa mình về nha mình. Buông cái tay ra. Đừng có làm tôi bực mình nha. Tôi không có mượn cô phải lo cho tôi. Cô tự lo cái thân của cô đi. Về. Về mà lo suy nghĩ tìm kế sinh nhai đi. Chứ mai mốt ra đường tha phương cầu thực. Đừng có oán trách tôi nha. Nha. Vợ cậu Hai thiệt hả cậu Hai? Nhìn dung nhan cũng thấy tươi tốt quá đấy chứ. Và nói cho em nghe nha. Hai Hoàng này đã chọn làm vợ thì dĩ nhiên phải là người có nhan sắc rồi. Nhưng mà số của nó không có được may mắn. Nó chỉ được làm vợ của Hoa thêm 2 ngày. Úi, chị Hai, chị đi đâu mà ướt mềm vậy nè? Chị vô đây. Chị ngồi xuống đi. Nè, chị uống miếng nước cho ấm người đi. Trời ơi, sao tay chị lạnh ngắt vậy nè? Thím ba, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Thím phải giúp tôi. Tôi muốn có con bằng mọi giá. Thím giúp tôi nha, thím ba. Thím giúp tôi nha. Được rồi, được rồi.
tôi sẽ tìm cách giúp chị. Sao? Bà thấy hả dạ chưa hả? Trả được thù rồi đó. Bà thấy mãn nguyện chưa? Bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà như thế nào mà bà nỡ bất nhân bất nghĩa với tôi như vậy hả bà Vú? Bà đừng vội vui mừng. Bà tưởng sau khi bà giúp người ta hại tôi thì họ sẽ coi trọng bà sao? Không có đâu. Họ chỉ coi bà như một quân cờ. Sau khi dụng xong, họ sẽ giết bỏ bà. Lúc đó, không chừng bà còn khổ sở gấp trăm gấp ngàn lần tôi bây giờ đó. Bà Vú à, đời người khó biết trước lắm. Quả báo sẽ tới với bà đó. Từ nay cho tới khi chết, bà đừng hòng sống thanh thản. Bà cứ rủa xả tôi, cho hết cơn giận trong lòng của bà đi. Sao bà không nghĩ lại coi, ai đã mượn việc thức nhân ác đức với tôi trước hả bà Tư? Bà nói vậy là sao? À, tôi hiểu rồi. Vậy ra có người sắp đặt hết mọi chuyện đặng bà trở mặt với tôi, đặng làm phản tôi, có đúng không? Tôi biết người đứng sau lưng bà là ai rồi. Bà Vú, bà đã mắc mưu của họ rồi đó. Người ta mượn tay bà đặng hại chết tôi đó. Bà không tin tôi chứ gì? Bà quay về hỏi kẻ đó thử coi, coi có đúng như vậy hay không. Tôi biết bà sẽ nói lại chuyện này với quân đê tiện đó mà. Thế nào hắn cũng lân la tới đây đặng dò xét tôi. Thật ra tôi cũng muốn biết kẻ đó là ai và tại sao hắn lại thù tôi lung vậy. Có chuyện gì hệ trọng mà Vú tìm tôi gấp vậy? À, mậu ba, hôm qua tôi có xuống thăm bà Tư, nhưng mà bà Tư bà nói nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Má Tư nói gì với Vú mà Vú cho là kỳ? Bà Tư nói khó hiểu lắm, tôi không thể cắt nghĩa cho mợ nghe được. Với lại có mấy việc tôi thấy nghi ngại trong lòng, cho nên tôi mới hỏi lại mợ cho rõ. Vú nhắc lại từng câu từng chữ mà má Tư nói cho tôi nghe lại đi. Vì không lên tiếng binh vực cho em thì chị cũng đành chịu. Nhưng tội trạng của em đành rành ra đó, không thể nào dung thứ cho em được cả. Tôi không cần chị tới đây giả bộ thương hại tôi. Đừng làm bộ bi lụy nữa. Chỉ tại tôi thấp trí nên mới bị mấy người dụng mưu hãm hại tôi ra nông nổi này. Em vẫn chưa chịu sám hối vì tội lỗi của mình sao? Mọi chuyện đều do nhân quả đó em. Em đã gây ra lỗi tài trời như vậy thì em phải gánh chịu hậu quả đó chứ. Nếu như tội tôi lớn lung như vậy, tại sao mấy người không giết chết tôi luôn đi? Cớ chi nhốt tôi ở đây làm gì? Thà tôi chết đi còn sướng hơn. Ngày nào cũng phải gặp mấy cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa trong cái nhà này. Em à, sao em lại buông ra những lời cay nghiệt như vậy hả em Tư? Nếu em vẫn cố chấp như vậy á thì chị không tới thăm em nữa đâu. Phải, chị không nên tới những chỗ như vậy. Rủi bị dạ lây thì mất danh tiếng của chị đó. Em Tư à, chị tới thăm em vì cái tình, cái nghĩa lâu nay chị em mình sống chung một nhà, chứ không phải tới nhìn em xa cơ thất thế mà đắc chí đâu.
em đừng nghi kỵ mọi người như vậy nữa. Vì em có tội cho nên bị xử theo gia quy, đó là luật lệ của nhà này. Em dư biết chuyện đó mà. Chị cứ nhắc đi nhắc lại cái tội của tôi như vậy. Vậy còn chị thì sao? Chị tưởng là chị đoan chính lắm à? Chị quên là chị cũng từng làm cho ông phải tím ruột bầm gan vì bị thiên hạ gièm pha là nuôi con người khác đó à. Nè, em nói xàm gì vậy? Em có tỉnh trí không đó? Việc này đâu phải chỉ một mình tôi biết, chẳng qua là không ai dám lên tiếng thôi. Tôi nhớ lúc ông còn sống, ông thường nói với tôi, trong lòng ông lúc nào cũng không được yên. Ông luôn lo sợ là ông sẽ bị người khác xỏ mũi dắt đi. Trời Phật ơi, em càng nói em càng hồ đồ đó ra. Em ăn nói cái gì mà kỳ khôi vậy em Tư? Chuyện lâu quá nên chị quên, hay là chị không dám khơi lại hả chị hai? Để tôi nhắc lại cho chị nhớ nghe chị hai. Có phải chị sanh thằng Ba Lâm khi nó chưa đủ tháng không? Lúc đó thiên hạ đã bàn tán xì xào, cho rằng chị có thai trước khi về làm vợ ông. Mà chuyện đó cũng đúng thôi, bởi vì trước ngày rước dâu, chị bỏ đi đâu đó với nhân tình cả đêm mà. Tất cả chuyện này là do ông kể với tôi đó. Ông còn nói mỗi lần ông nhìn thằng Ba Lâm, ông lại nhớ tới cái nỗi nhục mà chị mang tới cho ông đó. Ông oán hận gì lắm chị có biết không? Vì chị mà ông bị thiên hạ chê cười, chị thấy chưa? Nói cho cùng, chị có khác gì tôi đâu. Chị cũng có tội với ông, mà tội này còn là tội tày trời đó chứ. Đúng không? Hả? Quý, ai chọc má mà coi bộ má tức tối luôn vậy? Má à, má bình tĩnh lại đi. Má uống miếng nước cho hạ cơn giận đó nha má. Tức quá mà, nó làm má giận run tay run chân luôn nè. Đời má chưa bao giờ tức giận như vậy hết á. Không thể chịu đựng được mà. Nó đã làm quấy mà không chịu tỉnh ngộ nữa, còn lôi mấy chuyện xưa lắc xưa lơ ra, nó bá láp bá xàm gì đó. Trời ơi, đúng là ngậm máu phun người mà. Má đang nói ai vậy? Thì má Tư con chứ ai. Cha con đã nhìn lầm người rồi, sao lại có thể nhận một người độc ác như vậy về làm vợ chứ. Nó thâm hiểm, thiệt là thâm hiểm mà. Ba Lâm à, cứ chi con không cho người giải nó lên quan, nhốt nó nhà làm gì? Tội giết chồng đâu phải là tội nhẹ chứ. Má à, việc này mà đưa lên quan sẽ tổn hại đến danh tiếng của gia đình mình. Con không muốn thiên hạ dị nghị gièm pha. Với lại cha con đã mất lâu rồi, nếu làm ồn ào sẽ tủ cho vong linh của cha đó. Cũng chỉ vì mình biết nghĩ cho người khác nên mới nương tay cho nó được nước nó làm tới vậy đó. Trời ơi, moi móc chuyện riêng tư người khác làm bỉ mặt mình à. Má Tư nặng lời với má lắm sao? Nó không những mắng nhiếc má mà còn xúc phạm tới con nữa kìa. Con tự nhiên nó nổi điên lên, nó nói con không phải là con ruột của cha con. Nó nói má đã mang thai con trước khi về nhà này. Nó nói cha con hận má nên... Con à, thật ra chuyện này là do thiên hạ họ bịa đặt. Má Tư con nghe lớn được ở đâu đó, rồi trong lúc tâm trí bất minh nên mới hồ đồ nói ra như vậy thôi. Con đừng có để bụng nghe không con. Cha con không bao giờ tin mấy cái chuyện như vậy đâu. Trước đây cha con đã cấm tiệc những người trong nhà bàn tán hay nhắc lại chuyện con đẻ thiếu tháng. Con sẽ không tha cho bất kỳ ai dám xúc phạm tới má con mình. Cho dù họ có giả khùng giả điên, con cũng sẽ không tha. Ba Lâm à, không phải đâu con. Má Tư con không phải cố ý đâu.
Chắc tại cô buồn bực trong lòng nên ăn nói thiếu suy nghĩ. Chứ cô đâu có lớn gan như vậy đâu con. Lâm à, con nghe má nói nè. Bà Lâm à, nghe má nói nè. Bà Lâm. Thôi chết rồi. Đã biết tánh thằng ba nó nóng nảy như vậy mà mình lại kể cho nó nghe làm gì vậy không biết nữa. Lần trước là chuyện của con Hường, lần này lại là chuyện của em Tư. Thiệt, cái miệng làm hại cái thân mà. Chết rồi. Chính tay ông nghe vậy sao? Em Tư dám lớn tiếng nhục mạ em hai vậy hả? Dạ, tôi nghe bà hai kể lại với cậu ba, không sót một chữ nào. Bà hai nói bà Tư dựng chuyện, lôi chuyện cũ ra, nói tầm bậy tầm bạ. Cái gì mà cậu ba không phải là con ruột? Rồi cái gì mà bà hai mang thai cậu ba trước khi về làm vợ ông hội đồng? Ôi, tùm lum tùm la hết bà ơi. Mô Phật, em Tư ơi, em quẫn trí rồi. Cái chuyện quá giản, cớ chi mà nhắc lại để mà cho thêm rắc rối vậy? Rồi cậu ba có nói gì không? Cậu ba giận lắm, mặt hầm hầm, bỏ đi ra khỏi phòng. Ồ, em Tư thật là không biết phân biệt phải quấy. Bản thân mình đã mang trọng tội mà lại gây xào xáo trong gia đình. Ôi cha, bữa nay lại lôi ra chuyện này, ngày mai biết đâu lại lôi ra chuyện khác nữa. Dạ bà nói phải đó. Không chừng mai mốt gì đó bà tôi bới móc chuyện gì của bà với cậu hai thì sao? Ông Bốn à. Dạ. Tôi dặn ông bao nhiêu lần rồi, nói năng phải cẩn thận chứ. Tôi có khuất tất gì mà tôi phải sợ? Tôi chỉ lo cho em Tư thôi. Tại sao vậy? Tại sao em Tư không biết giữ miệng để rồi phạm thêm sai lầm khác? E rằng sau này sẽ thiệt thân đó. Em Tư ơi là em Tư, sao em không biết tu tâm dưỡng tánh? Rủi sau này có xảy ra chuyện gì là do em tự rước họa vô thân đó nghe em. Cho tới hết cuộc đời, đã vậy tối nào Vú cũng tụng kinh sám hối hết. Má, má rộng dung, má tha thứ cho Vú nghe má. Vậy thôi, con đi vô cho má nghỉ ngơi. Con sẽ tìm chồng con cậy ảnh giúp đỡ. Việc gì con đã hứa với má, con sẽ làm. Má an tâm đi. Đúng là mày rồi. Má nói gì vậy má? Hôm qua tới nay, tao đã cố nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tao ngẫm nghĩ lung lắng mới biết được ai chính là thủ phạm đã hại tao ra nông nổi này. Là mày. Tất cả mọi chuyện là do một tay mày sắp đặt. Mày lập mưu chia rẽ tao với bà Vú. Một mặt dụ tao rơi vào cái bẫy của mày, mặt khác xúi giục bà Vú phản tao. Cớ gì mày thù tao luôn vậy? Có phải tao đã gây thù chuốc oán với mày từ trước khi mày bước chân vô cái nhà này, có phải không? Mày nói đi, đừng có giả bộ nhân từ nữa, muốn giết người. Mày nói gì kỳ khôi vậy? Con không hiểu chi hết. Mày diễn cũng hay lắm đó, nhưng vở tuồng của mày sắp kết thúc rồi. Vậy chứ đừng có nói tầm bậy. Nếu như tôi có hận má Tư đi nữa
thì cũng không tới nỗi mà cái việc ác độc như vậy đâu. Tôi đâu phải là người mất hết nhân tính như vậy chứ. Suốt đêm nay tôi ở trong phòng, không hề bước chân ra khỏi nhà. Vũ không tin á thì tôi thề độc với Vũ nha. Dạ, dạ. Tôi xin phép ra ngoài. Lại thêm một người nữa bị cắt lưỡi sao? Chắc chắn kẻ màn việc này cũng chính là người đã ra tay với chị mình. Thiệt là tàn nhẫn mà. Có phải bà cả hay bà hai hay là bà Lâm? Chắc chắn là bà Lâm rồi. Cũng tại hắn sợ bà Tư bêu rớ chuyện của hắn, cho nên hắn ra tay thâm độc như vậy. Bà Lâm à, anh dám ra tay với cả người thân của mình sao? Tôi phải đối phó với anh như thế nào đây? Má hai ơi, má hai dậy đi má hai. Có chuyện không hay rồi má hai ơi. Má hai. Gì vậy? Chuyện gì mà ồn ào vậy? Vô đây đi. Có chuyện không xong rồi má ơi. Em ba, em Tư sao rồi? Đốc tờ cô nói gì ông em? Hả? Cô sắc mặt em kìa, sao mà thất thần quá vậy em ba? Không hay rồi hả chị ơi? Đốc tờ khám cho em nói em Tư không xong rồi. Cổ vì quá hoảng sợ nên tâm trí bấn loạn, giờ họ phải đưa cổ đi chữa bệnh về trí não rồi. Trời ơi, sao mà số mệnh em Tư lại khổ lụng như vậy? Hả? Đã vậy, từ nay em Tư trở thành một người câm, mãi mãi không nói được nữa. Thiệt, nhìn em Tư ngất lên ngất xuống đau đớn như vậy, em không kìm được nước mắt. Con lại trời Phật, con lại Quan Thế Âm Bồ Tát, xin ngài thương cho gia đình con. Con nguyện ăn chay trường quanh năm suốt tháng, bố thí làm phước để cho gia đình con được tai qua nạn khỏi kiếp này. Chị cả, chị định liệu như thế nào hả chị? Có nên để em Tư ở lại bệnh viện được không? Đốc tờ đã nói cách chữa trị cho em Tư như vậy rồi thì mình phải nghe theo chứ biết làm sao. Mà như vậy cũng là cách tốt nhất cho em Tư. Cổ bị tâm bệnh, không có đưa về nhà được đâu. Gia đình mình lóng rài gặp toàn chuyện không may. Lần trước cả nhà một phen hoảng sợ vì chuyện con Hường, bây giờ lại chuyện em Tư nữa. Ai mà ác lung vậy? Không biết họ có thù chi với nhà mình nữa. Em thấy bất an trong lòng lắm hả chị à? Tôi cũng lo lắm. Người ta hay nói câu nhất quá tam, không lẽ nhà mình còn một lần nữa sao? Thôi mà, thôi thôi, đừng đừng nói chuyện xui rủi. Sợ lắm, em đang làm cho mọi người sợ đó. Chị cả à, chị phải mời thầy về cúng vái cầu an cho gia đạo thôi chị cả à. Chẳng thà tốn kém một chút mà tôi cảm thấy an tâm hơn, chứ như vậy thì... Vũ mới đi thăm má Tư về hả? Nói thiệt với mợ, có lúc tôi cũng giận bà Tư lung lắm, nhưng bây giờ nhìn bà Tư xanh mét, ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, tôi thấy thương bà hết sức. Thiệt, cái quân nào mà ác nhân thức đức quá trời, thà giết chết bà Tư cho rồi, chứ để cho bà Tư sống mà không bằng chết như vậy thì sống làm gì chứ. Vũ thương má Tư thiệt sao?
chú đang nguyền rủa người hại má Tư hay là đang mắng nhiếc tôi đó? Chú nghĩ là tôi có gan bằng việc đó hả? Mợ ba, tôi tức cho nên tôi nói cho nương giận vậy thôi, chứ tôi đâu dám hỗn sự với mợ đâu. Nói cho cùng, tất cả là tại tôi. Nếu tôi không trở mặt với bà Tư thì bà Tư không bị giam trong củi và bị... Vũ thấy ray rất trong lòng đúng không? Vũ có ân hận á thì mọi chuyện cũng đã rồi, tốt hơn hết. Vũ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Mợ ba, tôi xin mợ cho tôi về quê an hưởng tuổi già. Đành rằng ở dưới quê tôi không còn ai thân thích hết, nhưng mà tôi muốn quay về đó. Tôi sợ căn nhà này lắm rồi mợ ba ơi. Mỗi khi nhớ tới con Hường rồi bà Tư là tôi bị ám ảnh, ăn ngủ không yên. Mợ à, nếu cứ chần chừ hoài không rời khỏi nơi đây thì người bị hại kế tiếp sẽ là tôi. Vũ tìm tôi có chuyện gì không? Dạ thưa bà, sáng nay đi chợ, mợ ba có mua được mấy khúc giải tốt. Mợ sai tôi đem qua biếu cho bà với lại bà hai. Mà mợ ba còn dặn phải đưa cho bà trước, để bà coi khúc nào ân ý bà lấy, còn lại thì tôi đem qua cho bà hai. Con cháu nó có lòng nghĩ tới mình là quý rồi, có xấu cũng thành đẹp mà. Về nói với mợ ba là tôi cảm ơn nghe. Dạ, mợ ba mà biết bà thích như vậy chắc là mợ ba vui lắm đó. Sáng nay lúc lựa giải, mợ ba có hỏi là cái màu nào hợp với bà. Tôi nói là bà cả là người nhân đức hay đi chùa lễ Phật, nên chỉ hợp với màu nhạt nhạt mà thôi. Dạ, tôi nói vậy có đúng không bà? Chà, lóng rài theo hầu mợ ba, nói năng cũng có khéo hơn trước ha. Chà, sắp giải này là vú lựa cho tôi đó hả? Dạ. Vú cũng biết ý tôi quá ha. Dạ, tuy tôi không nói ra, nhưng trong lòng tôi lúc nào bà cũng là người tôi phải chịu ơn nhiều nhất. Cho nên tôi vẫn thường hay để ý coi bà thích gì, để tôi mừng cái đúng ý bà đó bà. Vậy sao? À, tôi có làm ơn cho vú hồi nào mà sao tôi không nhớ ha? Dạ, là do bà mừng ơn nhiều quá cho nên bà quên. Chứ tôi nhớ như in. Cái ngày mà tôi bị ông hội đồng sai người giả vào miệng tôi, rồi đuổi tôi đi vì cái tội bếp xếp, nói cậu ba không phải là con của ông hội đồng. Lúc đó mai là có bà xin giùm tôi, nên ông mới ngu giận mà tha cho tôi đó chứ. Không có bà, không biết bây giờ tôi sẽ ra sao. Thiệt, ơn nghĩa đó không biết khi nào tôi mới trả hết cho bà. Chuyện đó qua lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì? À, mà bà nhắc lại tôi cũng thấy ngờ ngợ đó. Dạ, thôi tôi không dám làm phiền bà nữa. Tôi xin phép tôi qua phòng bà hai đặng đưa giả cho bà hai. À, khoan khoan, bà qua bên bà hai phải không? Mà cũng lạ ha, mấy bữa nay không biết mắc cái chứng gì mà bà hai bà cứ ở trong phòng, không chịu bước ra ngoài. Không nghe tiếng bà nói lén phén cũng thấy buồn đó chứ. Dạ thưa bà, việc này tôi chỉ nói nhỏ với bà thôi. Là từ khi bà Tư lo chuyện cậu ba ra nói, bà hai có vẻ bực bội lung lắm. Không biết có phải bà hai lo nghĩ tới việc đó không, mà thấy bà hai có vẻ trầm ngâm, ít nói ít cười hơn lúc trước. Dạ thôi, coi như tôi chưa nói gì hết. Tôi xin phép bà tôi đi, chứ không về trễ mợ ba rầy tôi chết. Gửi lời cảm ơn mợ ba nghe. Dạ. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ra tay rửa mối hận với má con thằng Ba Lâm. Mày chết. Nếu tôi phát hiện ông cố tình trả lời sai thì tính mạng của ông cũng khó mà giữ được. Thì cậu cứ hỏi đi, tôi biết gì tôi sẽ khai hết sự thật với cậu. Được. Ông có phải là Hai Nhuận?
Hồi trẻ ông từng làm tá điền ở cái xứ này, đúng không? Đúng đó, tôi đây chính là Hai Nhuận. Sau đó ông đã bỏ làng đi tha phương, rồi một thời gian ông mới quay trở lại. Việc đó lâu quá rồi, tôi không có nhớ được. Không nhớ hả? Ông dám giỡn mặt với tôi? Khai thiệt đi, có phải ông bỏ đi là do lúc đó ông muốn chạy trốn cùng với nhân tình của ông nhưng bất thành, và ông đã bỏ làng mà đi chứ chi? Cậu là ai vậy? Có gì cậu lại biết việc đó? Nói. Cái đêm mà ông đưa người đàn bà đó đi, hai người đã ăn nằm với nhau, và bà ta đã có thai, đúng không? Tôi không có làm cái việc đó. Tôi đã cảnh cáo ông rồi, ông đừng có nói xạo với tôi nha. Ông tưởng không ai phát hiện chuyện tặng tiểu của hai người hả? Tôi cho ông hay một tin là tin mừng đó. Đứa con của ông năm xưa nay nó đã lớn khôn rồi, ông có muốn gặp lại nó không? Nhưng tôi làm gì có con. Cậu lầm người rồi cậu ơi. Tôi không có lầm. Ông đã chính là Hai Nhân rồi, còn nhân tình của ông chính là Thu Điệp. Chính xác rồi chứ? Trời ơi, tại sao lại khơi lại chuyện quá dại của tôi vậy? Tôi với cổ đã cắt đứt ân tình từ lâu lắm rồi. Cổ lấy chồng sinh con, đâu có can dự gì tới tôi nữa. Có chứ, đứa con đó là của ông mà. Bây giờ tôi không nói nhiều với ông nữa. Giấy bút đâu? Đưa cho ông. Ông viết đi. Bây giờ cậu muốn tôi viết cái gì đây? Ông viết là bao nhiêu năm qua ông vẫn còn thương nhớ bà ta, và ông đang tha thiết muốn gặp lại bà. Viết lẹ lên. Viết không? Ông muốn sống nữa không hả? Tôi nói cho ông biết, con dao này nó không có tính nhẫn nại đâu đó. Viết lẹ lên. Viết đi. Có thơ đây. Có thơ. Thơ hả chú? Dạ. Chú đưa tôi. Cảm ơn chú. Dạ. Ủa? Thu Điệp là ai vậy ta? À, tên của bà Hai hồi con gái đây mà. Thơ của ai vậy chú Bốn? Dạ thưa bà, thơ gửi cho bà. Gửi cho tôi? Dạ. Kỳ dữ không? Lâu nay tôi đâu có thư từ qua lại với ai đâu. Chú đưa tôi coi thử coi. Dạ. Đúng là thơ gửi cho tôi. Nhưng mà ai vậy? Nguyễn. Tôi chết rồi. Có gì ông lại gửi thơ cho mình vậy? Không lẽ có chuyện gì sao? Mà thôi, tôi đi vô đây. Dạ. Bà có vẻ sợ sệt luôn lắm. Sắp có việc cho mình bận rồi đây. Vô đi. Bà ơi, mọi việc diễn ra thuận lợi lắm. Bà Hai không có nghi ngờ gì hết. Bà mới thấy tên người gửi thơ là mặt bà biến sắc à. Dạ, cái việc bà giao tôi á, tôi đã mừng xong. Nhang đèn trái cây nè, tôi đã mua đủ hết. Mời bà ra coi lại.
À, thôi được rồi, ông cứ để đó cho tôi. Khi nào tôi đi lên chùa thì cho người mang theo giùm tôi nghe. Dạ. Vậy là thành công một nửa rồi đó. Cứ tiếp tục mần như tôi đã dặn ông. Dạ, bà đừng lo. Tôi đã cắt dặn người đi theo hầu bà rồi. Cha mẹ nào cũng muốn gả con vô chỗ giàu sang sung sướng. Trước á, là cho ấm tấm thân, sau á, thì gia đình cũng nở mày nở mặt. Con á, phải nghe lời tía má. Gia đình mà con sắp về làm dâu á, là chỗ danh giá, giàu có nhất cái xứ này á. Nói tới gia đình hội đồng Bùi, ai cũng phải nể trọng. Con á, phải vui mừng vì lấy được người chồng như vậy. Chứ sao con lại buồn bã, rơi lụy vậy con? Má à, con không muốn lấy chồng. Với lại con đâu biết mặt người ta đâu má. Với lại tía má gả con vô nhà người ta làm vợ lẽ, chẳng lẽ tía má không sợ con bị thiệt thòi hay sao? Con khờ quá. Đàn ông á, người ta có quyền năm thê bảy thiếp. Huống chi ông hội đồng á, chỉ có một vợ mà con lo có nổi gì. Nói nào ngay, con được làm bà hai cái nhà đó là phước của con đó. Sau này con không cần phải làm lụng cực khổ nữa. Của cái của nhà họ ăn tới 10 đời cũng chưa hết đó con. Con đâu có ham chồng giàu sang phú quý đâu má. Con chỉ cần đơn giản mà sống hạnh phúc là được rồi. Con đừng có cãi lời tía má nữa. Chẳng qua con còn vấn vương tình cũ với cái thằng nghèo sơ nghèo xác, cho nên con mới làm mình làm mẩy chứ chi. Má nói cho con biết nha, ngày mai là con phải xuất giá rồi. Con không được nhớ đến chuyện cũ nữa. Con phải quên hết đi con. Con sắp bước lên một địa vị rất là cao sang. Con đừng có vì một đứa không ra gì mà phá hỏng hôn sự của con. Má. Điệp đừng có suy nghĩ nữa, chi cho mệt chứ. Đi nhanh đi Điệp. Đi. Ủa? Dạ cô hai, cô hai. Cô hai ơi. Cái gì mà la ó ôm sòm vậy bay? Sao không đưa Yến cho cô hai ăn đi con? Dạ, con không có thấy cô hai đâu hết bà ơi. Thôi chết rồi, con chạy ra ngoài kia sắp nhỏ đốt đèn lên coi. Dạ. Coi nó có đi lên quanh đâu không? Dạ. Con nhỏ này nó đi đâu vậy ta? Thu Điệp ơi là Thu Điệp. Ủa cái gì đây? Lá thơ sao? Sao lại có thơ ở đây chứ? Cái gì vậy nè? Kính gửi tía má, xin tía má tha tội cho con. Con biết việc mình bỏ đi như vậy làm tía má khó xử, nhưng con mong tía má thương và hiểu cho con. Con không thể lấy người mà tía má định sẵn, bởi vì con đối với người đó không có một chút tình cảm nào hết. Con xin tía má rộng dung mà tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Trời ơi, con ơi là con. Không nhận biết chuyện đó lắm mà ông vẫn còn nhớ tới tôi sao? Tự nhiên ông khơi lại chuyện xưa làm chi? Để tôi ngậm ngùi rơi lệ như vậy hả? Ủa má, má có thấy mấy cuốn sách còn để quên trên bàn không? Má sao vậy? Má sao vậy? Cứ chuyện mới lại khóc. Đâu có. Có chuyện gì buồn sao? Không, tại vì má sức giàu cho nên má cay mắt thôi. Có tìm mấy cuốn sách hả? Má đưa cho vợ con đem qua phòng cho con rồi. Dạ. Vậy thôi con về phòng. Nhưng mà má thiệt là không có chuyện gì hả? Không, không có chuyện gì đâu con. Thiệt mà, con về phòng đi. Dạ. Yeah.
Em hai, em chịu ra khỏi phòng rồi sao? Chị tính qua thăm em đó. Chị nói gì kỳ vậy chị cả? Đâu có bệnh gì đâu mà phải phiền tới chị. Ờ, thì tại hổm rày em cứ ở riết trong phòng, chị lo là em có chuyện chi buồn bực trong lòng rồi sanh bệnh, nên tính vô hỏi thăm vậy mà. Có thiệt là em không sao không? Chị nhìn đi, tôi đi đứng nói năng bình thường mà, bệnh hoạn cái nỗi gì. À, em không đau yếu gì là được rồi. Ta nói có nhiều khi cái bệnh trong lòng nó còn nguy hại hơn cái bệnh bên ngoài nữa. Chị càng nói càng khó hiểu. Chị muốn gì đây? Trời ơi, chị có muốn gì đâu. Tự dưng thấy chuyện thiên hạ chướng mắt, cho nên buồn tình nói chơi mấy câu vậy mà. Em biết không? Chú đi ra ngoài đi, láng chán đây làm chi. Chừng nào tôi cần tôi gọi. Dạ. Lại là người đó. Biệt tâm biệt tích mấy chục năm nay, giờ lại gửi thơ liên tiếp cho mình. Đi bà, em ăn đi cho đỡ đói. Tao bắt được tụi bay rồi. Ra tụi bay trốn ở đây hả? Xuôi tay điểm đó đi. Mấy người là ai? Mày sao xong vô đây rồi bắt người chứ? Cô hai à, cô theo tụi tôi về đi. Cô thằng đây, mày cả gan suốt cô hai bỏ trốn, tụi tao sẽ bắt mày về cho ông hội đồng thị tổng. Đi mày, đi, đi. Nhanh, buông ra. Buông ra. Mấy ông không được bắt ảnh. Tại tôi tự đi, không ai bài biểu gì hết. Đi bà, em chạy đi. Chạy đi. Mày đứng lại. Chạy đi đi em. Không, không. Điểm. Buông ra. Chạy đi em. Bắt ảnh. Buông ra mà. Anh Nhược, tôi không thể để anh liên lụy được. Còn mấy người nữa, nếu mấy người không nghe lời tôi đạp đầu tôi tự vẫn chết bây giờ. Điệp, anh chạy đi, ở đây là chết bây giờ. Đi đi, anh chạy đi. Mấy người đứng lại, đứng lại đó. Anh chạy đi, đi đi, nhanh lên. Bây giờ tôi theo hai người về là được chứ gì. Nè, hôm rại cô có nghe người ta nói cái gì không? Nói gì? Mấy hôm nay thiên hạ họ bàn tán râm ran. Họ nói cậu ba nhà mình... Không phải con ruột ông hội đồng phải không? Ủa, cô cũng nghe rồi hả? Trời ơi, tôi nghe đầy cái lỗ tai rồi đó. Thiệt chứ, mà tôi không ngờ hen. Mà hai nhà này ghê gớm thiệt á. Ờ, người ta nói bà có bầu cậu ba trước khi về làm vợ ông hội đồng đó mà. Còn nữa nghe, ta nói... Còn cái gì nữa? Nói luôn đi. Mợ hai, mấy người dám nói thằng tôi hả? Có đời thổ nhà ai mà gia nhân bêu riếu nói xấu chủ nhân như vậy không? Dạ. Tôi làm sao? Kể tiếp đi. Mấy người mà không nói ra được á, tôi lôi ra tôi đánh nát thầy biết không? Mợ hai, nói đi. Bây giờ tôi cho nói sao không nói? Nói nữa đi chứ. Nói đi. Tại sao không nói chứ? Nói, nói. Mợ hai, mợ hai ơi. Mợ hai, mợ hai ơi. Mợ hai cái sao mợ hai? Mợ. Mợ hai. Mọi người thấy hết rồi đó. Đây là tôi xử còn nhẹ rồi đó. Sau này hễ mà tôi nghe bất cứ ai nhắc lại mấy cái chuyện bá xàm bá láp này nữa thì đừng mong giữ được mạng sống. Nghe tỏ chưa? Dạ. Thank you.
Má đốt gì vậy? Con làm má hết. Con à, con đừng hiểu lầm má như vậy. Má với ông ta không có can dự gì với nhau hết. Chẳng qua là thời con gái má có quen biết với ông ta, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra hết đâu con à. Má không hiểu cớ chi mà ông lại gửi thơ cho má nữa. Má Lâm, má thề có Phật trời chứng giám đó con. Má, má cho con biết người đàn ông đó tên là gì, ông ta hiện sống ở đâu, tầm bao nhiêu tuổi, và bề ngoài của ổng có gì nổi bật hay không? Mà con hỏi anh chi mấy chuyện đó? Mà mặt mũi ông ra sao má quên hết rồi. Má đừng gạt con. Nếu má không nói, con sẽ tự đi dò hỏi. Đừng con ơi, đừng có nóng vậy. Để từ từ má nhớ. Để coi, ông tên là Nhuần, là Hai Nhuần. Theo địa chỉ để trên thơ thì ông đang sống dưới quê. Còn tuổi thì năm nay chừng năm mấy 60. Ông không có gì nổi bật hết á. À, hồi nhỏ ông có bị phỏng nên để lại một vết thương khá lớn trên mu bàn tay á. Má cũng nhớ rõ vì người ta quá đó chứ. Con nói gì kỳ khôi vậy? Con không được nghĩ quấy cho má đó nha. Mà con tính mần chuyện gì vậy? Nói cho má nghe đi. Ba Lâm. Không có gì đâu. Thôi má nghỉ ngơi đi. Ba Lâm à, ba Lâm, con đừng có làm chuyện gì thất nhân nha con. Người ta không có tội tình gì đâu. Má xin con đó. Con đừng làm gì tổn hại tới họ. Mần vậy sẽ gặp quả báo đó con. Ba Lâm, con nghe lời má đi con. Chứ chi mà má đã bên người ta chầm chầm rồi. Con tự biết con phải làm gì. Má không cần phải cản trở con đâu. Ba Lâm à, con. Ba Lâm, con. Ba Lâm à. Ủa mình đi đâu có bộ gấp gáp vậy? Tôi có việc gấp phải lên tỉnh, phải đi liền ngay bây giờ. Chắc vài ngày mới về lần đó. Dạ thôi mình đi kẻo trễ. Tú hả con? Dạ má. Con có thấy thằng Ba Lâm nó đi ra ngoài này không? Anh Ba Lâm ảnh mới vừa đi đó má. Coi bộ ảnh gấp gáp lắm. Mà má kiếm ảnh có việc gì không? Hay để con kêu người kêu ảnh quay lại? Thôi khỏi. Má biết tánh của nó mà. Nó muốn bần việc gì thì ông trời cũng cản nó không được nữa. Khổ hết sức vậy đó. Không biết phải tính sao bây giờ nè. Má à, nếu má không ngại á, má nói cho con biết đi. Coi thử con có giúp gì được cho má không? Thôi thì má đành phải trông cậy vô con nè. Tú à, thiệt ra thằng Ba Lâm nó không có lên tỉnh, mà nó đi về quê của má đó. Hả? Người đàn ông mà nó đang đi tìm á, nó nghĩ người này có quan hệ thân thiết với má. Nó đã gặng hỏi má mà má chưa kịp nói gì hết. Mà nó chưa nghe rõ ngọn ngành câu chuyện là nó đã bỏ đi rồi. Trời ơi, má lo lắm con à. Người ta dụng kế để hại chồng con đó. Tú à, con hãy mau theo nó đi. Con hãy khuyên can nó, rồi có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Đừng có nóng nảy mà hại đến tấm thân đó nha con. Thôi con vô thu xếp rồi đi liền giùm má đi con. Dạ. Ông có phải là ông Hai Nhuần? Phải, cậu là ai? Tìm tôi có chuyện chi? Ông không cần biết tôi là ai. Còn việc tôi đi tìm ông, đương nhiên là có một việc can dự tới ông. Tôi với cậu có quen biết nhau sao? Cậu cho tôi hỏi cậu tên chi? Ở đâu tôi đây? Mắc mơ chi mà cậu phải tìm tôi? Từ từ rồi tôi nói cho ông biết. Tôi đi nãy giờ cũng khát nước lắm. Ông cho tôi xin một ly nước có được không? Được. Đây nè, mời cậu. Cậu uống đi. Cảm ơn ông. Không có chi.
tính giết người diệt khẩu hả? Anh hai. Đưa ông ra đây. Dạ. Cũng may, cũng may là anh tới kịp lúc, chứ không thôi là chú đã giết lầm người rồi. Chú nhìn đi, đây mới là người chú muốn tìm. Ông ta chính là ông Hai Nhuận, nhân tình cũ của má Hai đó. Còn người này chỉ đóng thai vai cho ổng thôi. Đây mới là ông Nhuận thiệt nè. Xem chút nữa, ông đã bị con ruột của ông hại chết rồi thấy chưa. Anh nói bậy bạ gì vậy? Ai là con của ông? Thì ra anh dụng kế dụ tôi vô bẫy của anh sao? Bây giờ mà chú mới biết là trễ luôn quá rồi. Tôi sẽ đưa hai người về nhà và vạch trần chân tướng của sự thiệt này, đặng cho mọi người trong gia đình phải biết chuyện sai quấy của má con chú và người đàn ông này. Đi. Cậu ba, mời cậu ba về. Mọi người có mặt đông đủ hết chưa? Má Hai đâu? Còn thằng Trọng nữa. Dạ, em nè anh Hai. Có gì chi mà coi bộ nghiêm trọng vậy anh? Ồ, cái người này là ai mà sao lạ quá vậy anh? Cứ ngồi xuống đi, từ từ sẽ tỏ. Má Hai, con mời má Hai ngồi. Nãy giờ con chờ má Hai lâu quá. Dạ, con thưa má, thưa má Hai, thưa má Ba và tất cả mọi người, hôm nay tôi mời cả nhà tụ họp lại đây là để nói cho mọi người biết một việc vô cùng hệ trọng. Hay nói đúng hơn là phanh phui một cái trò lừa bịp, một sự gian dối đã kéo dài mấy chục năm nay ngay tại trong ngôi nhà của mình. Hai Hoàng, con nói giỡn chơi phải không con? Má Ba, đây là sự thiệt. Nếu như mà má không tin con á thì má hỏi thẳng má Hai đây với người đàn ông này, rồi họ sẽ nói cho má biết thân phận thiệt sự của thằng Ba Lâm. Hai Hoàng à, con đi quá trớn rồi nghe con. Má Hai à, sao nãy giờ má im lặng vậy? À, hay là má ngại? Má ngại không ấy, để con nói cho má nghe nghe. Thiệt ra Ba Lâm không phải là con ruột của cha. Đó là con ruột của người đàn ông này và má Hai. Cho dù mọi việc đã bị ém nhẹm từ khi cha còn sống, nhưng tới nay thì không thể nào bưng bít được nữa. Trời ơi, chị Hai, sao chị ngồi im lìm vậy? Chị nói gì đi chị. Nói gì nữa nói, tội trạng chứng cớ rành rành ra đó. Hai người cùng có mặt ở đây thì sao mà chối tội được nữa, phải không? Hai Hoàng, con biết luật lệ nhà mình hả con? Dạ con biết chứ má. Con biết gia quy phép tắc của cái nhà này chứ gì? Dạ. Thôi thì đã xử thì con phải xử cho thiệt nghiêm, đặng làm gương cho kẻ khác nghe con. Dạ má nói đúng lắm. Nhưng mà trước khi định tội, mình cũng nên để cho má Hai tự thú nhận tội lỗi của mình trước đi cái đã, có đúng không má? Kìa, Hai Hoàng, con không được vô lễ với má Hai con như vậy. Không sao đâu em Ba. Chắc mọi người cũng muốn tôi kể lại toàn bộ sự việc năm xưa lắm, đúng không?
Ông Nhuần à, tôi xin lỗi ông. Mặc dù tôi hứa với ông sẽ giữ kín chuyện này, nhưng ông thấy đó, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Ông đừng có trách tôi nha. Bà cứ nói đi. Ngày xưa còn trai trẻ tôi còn thấy hổ thẹn, chứ bây giờ ha, gần đất xa trời rồi, ai mà chê cười mượt kệ, tôi không có bận tâm nữa đâu. Ừ, vậy thì để tôi nói. Ai dám nói thằng Ba Lâm là con của tôi với ông Nhừng vậy? Có chứng cớ gì thì cứ trưng ra đi. Em hai à, có phải từ lúc mà em còn thiếu nữ á, em với người đàn ông này thấy không con? Không có tin nổi má ơi. Bỏ chồng đi theo người đàn ông trong đêm đó mà nói là chỉ có tình bạn tri kỷ, trời ai tin. Tất cả mọi người nghe tôi nói hết đi đã. Cái đêm hôm đó mà tôi bỏ đi đó cũng là do sự nông nổi. Tôi không muốn lấy chồng theo sự ép buộc của tía má tôi. Ông Nhuần đây á chỉ là người giúp tôi trốn thoát. Giữa tôi với ổng không có chút gì là trái với luân thường đạo lý hết. Thằng Ba Lâm á đích thị là con của ông hội đồng. Vì... vì cái gì? Vì sao chị? Chị nói đi chị. Mà cứ nói đi. Vì... là vì... vì sao? Giờ thì em nói đi. Sao chị hai? Chị hai, chị nói đi. Là vì... vì sao? Nói đi chị. Vì ông Nhuận là người... là người đã bị hoạn từ năm lên 10 thì làm sao mà có con nữa. Phải rồi, tôi đã sống trong mặc cảm này mấy chục năm qua rồi, và chỉ một mình bà hai là người duy nhất biết được bí mật này. Nhưng cớ chi ông lại viết thư cho má tôi, nói là đòi gặp lại con? Tôi xin lỗi cậu, cậu ba, là do cậu hai đây đã cho người bắt tôi về rồi tra khảo dọa giết tôi nếu tôi không chịu giết theo ý của cậu ấy. Ông nữa lâu, ông nữa lâu, ông nữa lâu. Thôi mà anh hai, anh hai, bây giờ thì mọi người đã tỏ hết rồi chứ. Má cả, anh hai, hai người nói đi, ai sẽ bị xử tội theo gia pháp gia quy đây? Tôi nói trước, cái tội bắt người, dùng hình ép cung, vu oan cho người khác, cái tội đó không phải là tội nhỏ đâu. Nếu cần tôi sẽ đưa lên quan do họ tra xét. Ba Lâm à, chú bỏ qua cho anh đi chú. Là do anh nghe theo lời của má anh. Hai Hoàng. Không, anh cũng không biết anh bị sao mà ma xui quỷ khiến anh, cho nên anh mới mần mấy chuyện hồ đồ như vậy. Chứ thiệt ra anh không có nghi ngờ gì thân phận của chú hết. Lúc nào tôi cũng thương chú, nể trọng chú hết mà. Nếu mà chú không tin, anh xin thề với chú. Má, má hai, má hai ơi má hai, con biết lỗi của con rồi má hai. Má hai ơi má hai, tha cho con một lần đi má hai. Má hai nói với Ba Lâm một tiếng đi má hai. Đừng có nhiều lời. Tội trạng anh rành rành rồi đó, nếu không nghiêm trị làm sao làm cứu cho kẻ khác được. Má, người đâu? Dạ má hai ơi giúp con đi má. Con đang nỉ má hai mà. Má hai ơi giúp con đi má. Rốt qua sau hè. Dạ con đang nỉ má. Cảnh giác cẩn thận cho tôi. Chờ nhà xét xử. Con lại má. Hai Hoàng. Má hai. Ba Lâm. Buông tôi ra, tụi mày buông tôi ra. Dám lại. Ba Lâm, em tuyệt tình với anh sao? Em tha cho anh một lần này đi, anh xin em mà. Dám anh ta lại, đây là mệnh lệnh. Ba Lâm. Ba Lâm. Tụi mày mình... buông tôi ra coi. Buông tôi ra. Hoàng ơi. Hoàng ơi. Hoàng ơi. Con ba ơi. Thu Hương. Hương ơi. Thu Hương. Hương. Hương ơi. Trời ơi, cảm ơn trời Phật đó. Con biết cũng nhờ ơn trời Phật mà má con mình tai qua nạn khỏi đó. Ba Lâm à, con biết mấy ngày hôm nay á, lòng dạ má như lửa đốt không con? Con vừa mới bỏ đi á, là má biểu con Tú phải chạy theo con liền đó. Nói dạy chứ lỡ mà con có bệnh hệ gì á, chắc má chết theo con luôn quá à. Má, chồng con đã bình an vô sự rồi, má hết lo chưa? Thì má cũng thấy vui lắm. Nhưng mà trong lòng má cũng thấy áy náy. Cũng vì muốn cứu mạng cho thằng Ba Lâm á, má đã thất hứa với ông Nhuần. Nói ra việc này á, má thấy tội nghiệp cho ổng hết sức á. Không biết ổng còn giận má không nữa. Thôi mà má,
Ông Nhuận cũng đâu có trách móc gì má đâu. Ông với má vốn là bạn tri kỷ tri giao mà. Đương nhiên là ông phải thấu hiểu cho má rồi, đúng không má? Cái thằng này học đâu cái thối liếng sáo đó hả mày? Tới má mày mà mày cũng muốn chọc ghẹo nữa hay sao? Thôi tụi con nghỉ sớm đi, má về phòng má đi nè. Dạ, má về. Dạ, má về. Hương, con tỉnh rồi hả? Trời ơi, con làm má lo quá chừng à. Má, con chỉ hơi mệt trong người thôi mà. Sao má mời thầy tới khám chi cho thất công vậy má? Thất công gì không biết. Con à, con có biết là con đã có thai rồi không? Má mừng lung lắm con ơi. Như vậy là trời Phật thương tình ban cho vợ chồng con một mụn con để nối dõi tông đường đó. Con có thai thiệt hả má? Mợ hai có thai hơn 4 tuần rồi. Tôi đã bắt mạch cho mợ kỹ lắm. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Tôi sẽ hậu tạ cho thầy. Dạ. Hương à, từ rài con phải đi đứng cẩn thận, phải biết kiêng cử, tẩm bổ vô cho cái thai nó mạnh ngang con. Dạ. Nằm nghỉ, để má tiễn thầy ra cửa. Dạ, mời dạ. Thầy. Dạ, dạ tôi xin thầy. Phép mở tôi đi. Ba Lâm ơi, má cả nè con. Dạ, có chuyện chi không má? Má có chuyện muốn nói với con. Dạ, vậy con mời má cả vô. Má ngồi xuống đi má. Có chuyện chi mà má vui dữ vậy má? Má qua báo tin cho vợ chồng con hay. Vợ thằng hai nó có thai rồi con. Thiệt là chuyện đáng vui đáng mừng cho cả dòng họ mình phải không con? Sắp có cháu đích tôn rồi. Nhưng sao má lại ngập ngừng? Má cứ nói đi. Ba Lâm à, má vui nhưng mà niềm vui của má không được trọn vẹn con à. Con dị tình má, con thả anh hai ra ngang con. Dầu sao các con cũng là máu mủ ruột rà. Anh hai con nó lỡ dại, má sẽ rầy la nó cho nó biết hối lỗi. Với lại chị hai con đang có thai, má sợ nó buồn chuyện của chồng nó mà có hại cho đứa bé. Má xin con đó Ba Lâm à. Mình à, má cả đã xuống nước năn nỉ mình như vậy rồi, mình bớt giận đi. Mình ừ cho má vui đi mình. Bây giờ chị hai đã có thai cháu đích tôn của dòng họ thì cũng coi như là chuộc lỗi của anh hai rồi. Mình tha cho ảnh lần này đi mình. Tôi vẫn chưa nguôi giận đâu. Nhưng má cả đã lên tiếng thì tôi tạm tha cho anh đó. Nhưng má cả, nếu anh hai không sửa đổi tánh nết thì con không rộng dung với anh lần nữa đâu. Thôi được rồi được rồi. Má cảm ơn hai vợ chồng con. Má sẽ rầy la để cho nó sợ mà nó chừa. Thôi để má xuống rồi kêu đám gia nhân thả nó ra ngang. Con đã hứa là thả rồi ngang. Má cảm ơn nhiều ngang.